Hello, mình là Nam Ngôn và mình sẽ chỉ cho các bạn cách chơi bò sát. Cái cuộc thi tương đối lớn để anh em đi chơi cuối tuần vô địch chó giống Việt Nam vào ngày 17-18 tháng 12, 2022 tại nhà thi đấu Rạch Miễu để được đi một sở thị, một cái cơ sở làm cúp cho cái cuộc thi ngày hôm nay. Ok, các bạn mời vô đây. Anh Đông ha, chủ cơ sở đây. Còn đây là bạn Thuận, ban tổ chức luôn. Đó. Các bé thú cưng cả chó và mèo đều có thể đến tham gia miễn phí. Bò sát được tự do luôn. Bò sát vẫn được luôn. Nói chung là full luôn nha các bạn. Vô cửa tự do luôn hả ta? Dạ đúng rồi, miễn phí vào cổng luôn, vào cổng tự do. Nhà thi đấu có máy lạnh. Là xuyên suốt chương trình luôn, cho nên là các bé tham dự thoải mái. Đây là vàng 4 số 9 nguyên khối nha các bạn. Chính vì chủ đề là Golden Cup cho nên là kỳ này là tất cả các cúp, các giải thưởng của Dog Show thì đều là chó và mạ vàng hết. Ngoài nhìn nó rất là sắc nét luôn ha các bạn ha. Là 100 mấy cái cúp lần anh Đông hả? 104 à? 106. Là tổng chương trình là 106 cái cúp lần. Wow. Là lấy búa và đập 4 nhát là không bể luôn. Không nha các bạn, coi này nè. Hello, mình là Nam Ngô. Ok các bạn, có tin vui ha. Sắp tới thì chúng ta sẽ có một cái cuộc thi tương đối lớn để anh em đi chơi cuối tuần. Đó là cuộc thi vô địch chó giống Việt Nam SSKC Golden Cup 2022 do những người yêu chó Sài Gòn đứng ra tổ chức vào ngày 17-18 tháng 12, 2022 tại nhà thi đấu Rạch Miễu, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Thì để tổ chức được cái cuộc thi này á thì hôm nay mình sẽ được đi một sở thị, một cái cơ sở làm cúp cho cái cuộc thi ngày hôm nay. Ok các bạn mời vô đây. Đây thì vô tình phát hiện ra là đây là cơ sở tương đối là lớn luôn ha, và gặp được anh Công là anh chủ ở đây. Anh chuyên làm cúp cho các dòng, nói chung là các dòng bét thi luôn á, chim chào mào các thứ luôn nè. Vừa vô đây là thấy những cái cúp chim chào mào rất là nhiều. Và đây là những cái cúp của những bạn Golden rất là đẹp. Và đây là anh Công ha. Anh Đông ha, chủ cơ sở ở đây. Hello anh. Còn đây là bạn Thuận. Bạn Thuận là ban tổ chức luôn. Đó. Ok. Xin chào mọi người. Đó thì mình được phân công nhiệm vụ sẽ quay clip review rồi gửi đến mọi người xem cái giải này rất là hoành tráng luôn. Ok em có thể đây em ra đây chút xíu đi. Dạ. Yeah. Em có thể giới thiệu sơ sơ về cái cúp của mình để cho mọi người, cũng như là ví dụ như mọi người muốn đi chơi rồi có vô cổng tự do hay là thể lệ cuộc thi các chó gì đó, giới thiệu sơ sơ với mọi người đi. Thì xin chào tất cả mọi người, tất cả các bạn. Thì cái chương trình Dog Show thì ở Việt Nam mình hiện tại bây giờ cũng khá phổ biến và khá thịnh hành, dành cho tất cả những người anh em trong ngành mà nuôi thú cưng, thú kiển, các trại giống, họ muốn show có con chó đẹp và thuần chủng ra đến với rộng rãi tất cả những người nuôi thú cưng. Thì tháng 12 thì bên em có làm một cái chương trình Dog Show tại nhà thi đấu Rạch Miễu. Bên cạnh cái cuộc thi chó giống chó đẹp thì còn có sân chơi chào đón Giáng sinh dành cho các bé thú cưng, có nghĩa là không cần nhất thiết phải là chó thuần chủng, mà tất cả các bé thú cưng cả chó và mèo đều có thể đến tham gia miễn phí. Bò sát được tự do luôn. Bò sát vẫn được luôn. Nói chung là full luôn nha các bạn. Nhưng mà là không có thức ăn dành cho bò sát, okay. Chỉ có thức ăn dành cho chó và mèo thôi. Sao thức ăn bò sát anh tài trợ. Ok rồi, vô cửa tự do luôn hả ta? Dạ đúng rồi, miễn phí vào cổng luôn, vào cổng tự do. Quá hay luôn. Chương trình mình thì được cái là làm trong nhà thi đấu có máy lạnh. Là xuyên suốt chương trình luôn, cho nên là các bé tham dự thoải mái, vận động quá thoải mái mà luôn. Không có mệt. Quá tuyệt vời luôn. Ngày 17-18 này có nghĩa là thứ bảy chủ nhật nha các bạn. Thứ bảy chủ nhật tuần này luôn nè. Đó. Yeah. Đó, đây là cái cúp. Đây là cái cúp Golden luôn. Thì hồi nãy Thuận có chia sẻ là cúp của mình là cúp Golden, cho nên là tất cả các bé ở đây đều được nhũ vàng hết. Đó. Đây là vàng 4 số 9 nguyên khối nha các bạn. Nói đùa thôi chứ đây là tại vì chương trình của mình á có là tên là SSKC Golden Cup. SSKC là tên viết tắt của câu lạc bộ của mình. Và chính vì chủ đề là Golden Cup cho nên là kỳ này là tất cả các cúp, các giải thưởng của Dog Show thì đều là hình chó và mạ vàng hết. Ok các bạn, cái cảm giác khi mình cầm được cái cúp này á thì khá là nặng tay ha. Thì theo như anh Đông chia sẻ đó là cái cúp này nó là khoảng 7 kg, ấy quên 4 kg. Nói đúng á, khoảng 4 kg, cầm rất là chắc tay luôn mà rất là đẹp. Bên ngoài nhìn nó rất là sắc nét luôn ha các bạn ha. Ở đây sẽ có hình như sẽ còn cái thông tin nữa đúng dạ, không đúng những rồi. Cái bảng tên đồ này nọ các thứ ở đây dạ. Thông tin giải thưởng đồ các thứ ở đây dạ, đúng rồi. Đó, cái này mà ai nhận được cái cúp này thì dạ. Về trưng bày ở phòng khách là phải nói khá dạ, là sang anh luôn, sang xịn mình á, mỏi tay luôn á, cầm một chút xíu mà mỏi tay luôn á.
tổng cộng bao nhiêu cúp em? Tổng cộng bao nhiêu con? Đợt này thì giải thưởng của mình đến là 100 mấy cái cúp lận anh Đông hả? 106 là tổng chương trình là 106 cái cúp lận. Wow, quá đầu tư luôn, ban tổ chức này quá đầu tư luôn. Dạ yeah, đúng rồi. Tuyệt vời luôn. Thường thường thì mình thấy mấy cái giải dog show đồ này các bạn. Ba anh em mình người con ok. Để ngang về cho mọi người thấy cho nó đẹp. Đúng rồi. Không, bây giờ có cái này là anh Đông ảnh nói là ảnh chỉ inbox cho mình thôi, nhưng mà sẵn hôm nay có anh Nam thì mình nói luôn. Là anh Đông nói là cái cúp này lần này là bảo hành tuyệt vời luôn, có nghĩa là con chó này là lấy búa mà đập 4 nhát là không bể luôn. Không có bả. Đó, anh Đông nói nha. Có bả bể Đông Trần chứ con là cái cúp. Đó, có nghĩa là lần này là và gọi là ban tổ chức là đảm bảo là cúp chất lượng luôn. Nếu mà có trường hợp mà bị bể gãy vỡ thì ban tổ chức sẽ hỗ trợ đổi một luôn. Rồi, bảo chơi luôn, coi okay. Như là bảo hàng chơi. Đấy, cái là đang có nhà sản xuất nói luôn nha. Cái này chất liệu là cái gì vậy anh Đông? Bằng nhựa composite. Nhựa composite, nhựa tổng hợp á. Đúng rồi. Rất là bền luôn. Bên trong nó là gì mà nặng vậy anh? Nó là nguyên khối luôn. Nguyên khối luôn nguyên à? Nguyên khối bằng nhựa composite, không pha chế bất cứ một cái gì hết. Chi nó rất là nặng luôn. Được mạ vàng nha các bạn. Là búa đập 4 phát nha anh em, là 5 phát là bể nha, chỉ bảo hành 4 phát thôi. 4 phát thôi, bấm cái 5 là anh em. Đó nha các bạn, có 4 cái thôi nha. Các bạn mà đập 5 cái 5 là không bảo hành á. nhưng mà nói vui thôi chứ mọi người đừng đập nha, sót lắm. Tại vì làm cái này là cũng là tâm huyết lắm. Ở Việt Nam mình trước giờ là không có nhiều cúp dành cho chó, đa phần chỉ là những mẫu cúp chung chung thôi, nhưng mà mình muốn là một cuộc thi dog show nó mang cái linh giải thưởng, cái cúp nó mang cái linh hồn vào trong cái cuộc thi dog show. Mới nói anh Đông là cố gắng là nghiên cứu để làm những cái cúp có hình chó đó để vào trong. Đây là vàng 4 số nha các bạn. anh Đông có thể chia sẻ với lại khán giả biết là cái gọi là sơ sơ về cái quá trình làm cúp không, có nghĩa là đầu tiên mình thiết kế làm sao rồi ra khuôn làm sao này nọ. Tức là cái những cái mẫu cúp giống vậy á, là cái bước đầu tiên là mình phải thiết kế ra mẫu mã, xong bắt đầu mình mới cho in 3D. In 3D xong rồi cái bắt đầu mình mới về mình cho thợ ở xưởng làm khuôn xong bắt đầu mình mới đổ ra cái sản phẩm giống vậy. Đổ ra sản phẩm giống vậy xong rồi nó qua nhiều cái công đoạn lắm. Sau khi xong là bắt đầu phải cho thợ xử lý nguội lại, làm nguội sạch lại, xong rồi mới mang cho ra tắm ngâm sút để cho nó tẩy những cái tạp chất dính lên trong nhựa đó. Xong rồi tẩy suốt xong rồi đi rửa lại nước sạch và xà bông, xong rồi mang phơi khô hoặc là bỏ vô phòng sấy cho nó khô ráo, xong bắt đầu mới mang vô lót cái loại sơn để xi mạ chrome á, lót trong vòng 8-10 tiếng nó khô, xong bắt đầu mình mới xi mạ chrome lên xong bắt đầu mới lên được cái sản phẩm màu vàng. Quá công phu luôn, hàng chi là ảnh bao đập luôn á bạn, đào đập 4 nhát hả. Đây chúng ta sẽ quay cận cảnh vô cái bạn chó này thì bây giờ nếu các bạn không tin tôi lấy búa tôi đập thử cho các bạn coi luôn. Chơi luôn anh, chơi luôn. Luôn hả? Ok, đầu tiên là nhưng mà đập xong nhớ làm lại cho em đủ số lượng nha. Cái thần thái của cái cúp nó rất là đẹp luôn ha. Thì lỗ tai là phải dĩnh lên rồi đúng không em? Lỗ tai phải dĩnh nè, đó tướng ngồi thẳng lưng thẳng lên, cái thần thái rất là đẹp luôn. Còn cái chỗ này nó thể hiện cái bộ lông nó dày và nó gọi là nó tét luôn anh không? Nó không bị rối ha. Thường tét luôn lên thường tại vì rất là đẹp luôn. Nè, nó có con bả sẵn rồi. Trời, giờ tới khúc đập luôn kìa. Đâu để coi thử khúc này coi. Ủa, không phải lấy cái kia hả? À? Lấy cái này hả? À? Đây cái này là cái phôi. Đây là cái phôi lúc mà chưa xi mạ nha các bạn, coi này nè. Đó. Tới cái thứ 5 nữa các bạn. Không có bể nha các bạn. Công nhận. Cứng dữ lắm á. Quá dữ luôn. Cái này là giống như là đối chứng luôn nè. Nói là phải có cái mắt sách đối chứng luôn, thật tuyệt vời anh ơi. Bảo hành 4 cái. Bảo hành 4 cái luôn. Thì nó nguyên khối chứ bọn. Dạ đúng rồi. Mình đợt này mình được đi review cái dog show này rất là vui luôn các bạn. Vui là vì cái phong trào nó ngày càng lớn mạnh và những anh em trong ban tổ chức thì ngày càng như là chú ý hơn về mặt hình thức đầu tư rồi mọi cái nó xịn sò hơn, rất là đẹp luôn. Vô tình mới biết anh Đông luôn. Ở đây làm cúp nó là chuyên về tất cả các bộ môn luôn, nhưng mà mạnh nhất chắc là chim ha. Chim mình là được thi nhiều nhất. Anh Đông lấy cái cúp chim đó lên quay. Đây nè, cái cúp chim bên này nãy coi rồi đó bạn, đây một cái cúp chào mào ha. Cúp này theo cúp ảnh này chia sẻ là đây là một cái cúp lớn và giải chưa có làm lên. Giải nhất đặc biệt là giải này chắc giải nhất đặc biệt chiếc nguyên chiếc xe hơi luôn anh. Đúng rồi, mấy cái mẫu này là làm mấy cái giải xe hơi luôn. Đó. Rất là ngầu luôn. Đây các bạn, đây là con chim chà mào ha. Hoành tráng quá. Cái sản phẩm làm rồi.
đó. Là tôi nhớ mấy cúp iguana của mình quá. Là những cái sản phẩm mà sau khi được anh cho em mượn này để cho anh ra cái này có mấy ba cái sức đôi này nữa. Mới ba cái hả? Quay lại không phải lấy năm cái hồi nãy mới ba cái đó. Cái này là được làm thành phẩm rồi, đó là cúp chim chào màu á. Oh, được thành phẩm rồi đó, được xi mạ vàng lên rồi. Phong trào chào màu của Việt Nam mình thì quá mạnh rồi. Hầu mà giải liên tục, anh nói anh làm kịp bán luôn bạn đó, làm không kịp. Vô tình này là mới biết ảnh luôn. Anh em nào mà sau này mà làm giải đặt cúp gì á thì có thể liên hệ luôn ha. Quá đẹp, mấy cái này là tự mình thiết kế hết á. Mà nãy anh chia sẻ là nước ngoài qua đặt mình luôn hả anh? Đúng rồi, mình bán cho được ba nước, Mã Lai nè, Indo với Singapore. Yeah. Indo hả? Indo chắc chơi than là nhiều. Ừ, Indo còn thì người ta chơi Mã Lai, Singapore là chơi lửa Sama. Ừ, ha. Sama đúng rồi. Quá hay luôn. Mấy này là chuẩn bị để xuất hết anh? Đúng rồi, là làm xong hết là chuẩn bị đóng đi á. Quá đẹp. Ok các bạn, đó anh em bữa đó ngày 17, 18 nha, từ sáng tới chiều luôn, 8 giờ sáng cho tới 6 giờ chiều, 18 giờ. Đó là vô cửa tự do, mọi người có thể dẫn gia đình mình đi. Đó là dịp cuối tuần để gia đình có thể quay quần qua nhau, cho các bạn nhỏ có thể tương tác tiếp xúc với lại những cái bạn bé. Rất là dễ thương luôn. Và đặc biệt bữa đó là em có kết nối được với lại bên mèo á. Hai cái bạn là Abaca là bên nào? À, là hai bạn đó là hai bạn đó là bạn của em luôn. Bạn em luôn. Hai bạn đó là cũng là một cái spa thú cưng. À, là bé Ốc ở bên quận 1 á. À, có okay. Một cái chiếc xe mà có hình cô gái mà dẫn con chó theo. Rồi. Bạn rồi. Đó là làm streaming nhưng mà bạn đó thích hai con đó, bạn đó mua về thì em mời đến tham dự. Ok. Yeah. Đó là sẽ có hai bạn lạc đà Abaca luôn, các bạn rất là dễ thương luôn. Rồi bữa đó là tất cả các loài pet đều có thể dẫn đi chơi ha. Dạ. Yeah. Còn chó mình là chỉ có một cúp vàng này thôi hả? Đâu có nhất nhì ba gì hết ta? Dạ mình cũng có nhất nhì ba chứ. Em còn làm thêm một số cúp là mẫu chó bull pháp và những cái cúp mẫu khác nữa. À. Nhưng mà hiện tại bây giờ thì chưa có show ở đây nhiều. Ồ. Tại vì anh Đông vẫn đang trong quá trình làm. Ok. Dạ. Ok, còn có mấy ngày nữa. Đến ngày kệ ông anh. Ngày không kịp cũng phải kịp. Ngày thứ 6 là hay là thứ 7 anh Nam lên là Nam sẽ thấy là trải dài ra luôn, là sẽ chắc là sẽ quy mô lắm á. Đây đây đây. Hỏng luôn. Đang rất là hỏng luôn. Thì các bạn thấy cái quy mô của trải này là được tổ chức trong sân vận động luôn. Có nghĩa là nó quy mô rất là lớn và cái máy lạnh luôn, tất cả luôn. Đúng rồi. Các bé chơi đùa thoải mái luôn ha. Tuyệt vời. Đó thì hôm nay sắp có giải thì hôm nay đi một sở thị luôn, là cơ sở làm chút cho mọi người coi cái chất lượng như thế nào. Thì cái chất lượng hồi nãy mọi người cũng đã kiểm chứng rồi. Nếu mà vô tình mà có ngã hay chút xíu gì chắc cũng không đến nổi anh ha. Không phải có dùng búa nhất mới bể được. Bảo hành có chơi có bảo hành luôn. Cái hồi nãy mà gãy á là em biết rồi, tại vì anh cái đó là anh Đông nó gõ trước đó mấy cái rồi. Nên mình gõ là mấy cái đầu là nó bị xích ra. Đúng rồi. Tại vì con chó hồi nãy là nó là bị gõ rồi. Nó không phải nguyên. Có nghĩa về cơ bản là nó đã nó hơi bị lỗi rồi, nó bị gãy trước rồi đúng không? Để đó nó nứt rồi, cái cây đó là nó đã nứt sẵn rồi, mình nên bỏ ra. Ok các bạn, thì làm cái clip này để thứ nhất là giới thiệu về cái chất lượng của cúp cũng như là cái giải dog show của mình sẽ được tổ chức rất là hoành tráng như vậy. Đồng thời thì mình cũng sẽ lên clip này trước để mà giới thiệu cái thông tin tới mọi người, thì để cho mọi người mình sẽ up lên kênh của mình ha, thì mọi người sẽ biết được cái thời gian địa điểm cũng như là những cái hoạt động chương trình của ngày hôm đó để dẫn các bé đi chơi, thu xếp thời gian dẫn các bạn nhỏ đi chơi. Chứ còn bây giờ một cái chỗ chơi nó gọi là nó có nội dung như vậy, hấp dẫn như vậy thì cũng khá là hiếm. Đó. Thì em là một thành viên trong ban tổ chức thì em còn có điều gì muốn chia sẻ cũng như là gửi gắm tới mọi người hay không? Dạ. Thế thì sẵn thông qua chương trình này thì có anh Nam ở đây thì thôi. Đầu tiên là muốn gửi thông điệp tới anh Nam là anh Nam lên clip sớm một chút. Chắc chắn rồi. Chắc chắn là mình lúc nào cũng phải nóng hổi hết trơn á. Cái thứ hai thì hy vọng là tất cả các bạn xem cái video của anh Nam thì các bạn sắp xếp thứ bảy chủ nhật tuần này dẫn thú cưng của mình đến nhà thi đấu Rạch Miễu để tham gia cuộc thi chó đẹp và ngày hội giáng sinh thú cưng tại nhà thi đấu Rạch Miễu. Xin cảm ơn. Ok mọi người, có thú cưng đi cũng được mà không có thú cưng thì đi chơi cũng được. Vào cửa tự do. Vào cửa tự do rồi. Ok. Ok, cảm ơn. Rồi thôi coi như là chúc cho cái show của mình sẽ được thành công tốt đẹp luôn. Dạ. Rồi mình sẽ còn hợp tác được lâu dài luôn. Dạ. Anh ha. Ok. Rồi ok mọi người. Rồi chúc mọi người xem clip vui vẻ và có thật nhiều sức khỏe ha. Thứ bảy 17 18 tức là thứ bảy chủ nhật tuần này mọi người hãy tới nhà thi đấu Rạch Miễu từ 8 giờ sáng cho tới 18 giờ chiều. Dạ 18 giờ. 18 giờ chiều.
để mà tham gia cùng với lại những bạn bé rất là đáng yêu ha. Bye bye. Bye. Ok, tuyệt vời em. Ok anh.